JD, careful. Oh my God. Đừng kia, đi đường kia, đi đường kia. Đi đường kia. Go another way. Go another way. See? Go, 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 go. Go this way. See? Go back this way. See? JD, JD. JD. Come here. Okay. Come here. Okay. Are you gay? She's coming. She's are you gay? Watch Sue. She'll be here in just a minute. Come. Yeah, I know. She'll be here come. Just a minute. Come, come. Oh, that was fun. Oh. Yeah, come. Oh. Come, come. Come. She's coming. She's coming. Are you wiping your nose on me? No, this way, this way. Gotta slide that way, JD, not this way. Ngồi xuống đàng hoàng coi chừng trúng bạn nha. Rồi đi 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 đi. Sit down, sit down, sit down. Wow. JD. Ngồi ôm lại đàng hoàng, ôm lại, dịnh lại. Dịnh lại con, dịnh lại. Yeah. Dịnh, đàng hoàng. Chào cô chú đi, chào cô chú nè, cháy, chào cô chú nè. Ê, xuống làm chi vậy? Ngồi đó đi. Đây nè cô chú ơi, chay là bây giờ chay đi chơi về xong rồi chay ngủ một giấc 2 tiếng đồng hồ. Rồi xong rồi dậy mẹ cho ăn uống, xong mẹ mới tắm chay xong đó cô chú. À. Hello baby, let's sing together. Let's sing together đi con. Giữ ta. Đừng, nó không bệnh lỗ tai vậy sao người ta nhảy. Hello, baby. Giữ ta. Hello, baby. Is trời ơi, thương không? Where'd you go? Peekaboo, I found you. Peekaboo, cô nói đi. Cô nói peekaboo đi.
Mấy người đó làm gì nữa, chay cắt cỏ hay ngoài đó hay gì ồn dữ vậy ta? Ngồi xuống đây, ngồi xuống với Peekaboo đi. Cái ngồi kiểu gì kì vậy? Nó đầu tóc giờ lên nó hả? Che phủ hết cái mặt luôn rồi. Kiếm cái kẹp, kẹp lên cho nha cha nha. Mày kiếm cái kẹp, mày kẹp lên nha. Rồi con ngồi chơi kìa. Giờ, nhìn vào tóc, nhìn giờ nhìn giống Lâm Trường rồi đó đây. Chắc gì nhìn giống Lâm Trường rồi chứ cha. Này ra móng tay móng chân cần cắt không? Móng chân cũng tạm ổn ha. Chân cần cắt không? Cắt móng chân nha. Cắt móng chân không? Cắt không? Cắt không? Con nói đi cắt móng chân. Con nói đi mẹ cắt móng chân dây dây nha. Cái gì vậy? Mẹ dở màn hình lên con thấy con trong con cười hả? Mẹ dở màn hình flip screen lên đó hả? Mình kiếm cái kẹp ơi, kiếm cái kẹp ơi, tập kẹp tóc lại con ơi. Đội vô đi. Hôm nay mặc bộ đồ màu hồng đội đó vô đúng bài luôn á. Đây đây mày đội cho. Coi chơi. Này ngồi vậy nè, ngồi lại sửa lại coi. Rồi. Chứ. Đẹp dữ người ta, đeo lên đi. Đeo lên đi, để lên sao? Đợi cho cô chú coi coi là đợi đẹp không? Đẹp không? Dữ người ta. Trời hay dữ người ta ơi. À. Kéo qua coi, kéo tóc qua. À, kéo qua nha, rồi mẹ đeo này cho con nè. Ui cha cái này đẹp quá. Ui cha ơi công chúa bóng. Nhấn tóc qua đây. Ê đứng, đứng, đứng. Đồ đồ nè. Đồ giống như khùng không? Này, nhấn tóc qua vớt à. Tóc giống Justin Bieber quá cũng khổ lắm nha. Justin Bieber giờ cũng xuống luôn rồi đó cha chưa. Tóc mà giống Justin Bieber là xuống luôn đó chứ không có lên nổi đâu nha. Xin bây giờ còn xuống mà. Rồi cho cô chú coi coi. Hả? Nhìn lên cô chú coi chay. Chay. Chay, nhìn lên cô chú coi, có đẹp không? Đẹp chưa? Wow. Ủa cái kia đâu vậy? Cái kia đâu vậy? Con ngồi lên được phải không? Đẹp quá. Giờ mình làm sao mày đổi thành cái kia nha. Rồi giờ đổi thành cái này nè. Này đẹp nè. Wow, cái này là beautiful luôn nè. Này là your beautiful. Đây nè, sửa tóc bên bên này. Đó, à, cô chú coi chay nha. Đẹp dữ lắm cô chú ơi. Ngồi im. Ngồi im như mẹ đi. Này là your beautiful is true nè. Nè coi, sửa lại coi. Nhìn lên coi, nhìn lên coi. Nhìn lên coi. Chay, chay nhìn cô chú nè. Coi nó kìa, coi nó kìa. Chạy sao nhìn sao cái tướng chạy nó đội mấy cái nơ nào nhìn thấy cũng thấy không có hợp sao đâu hay là do cái đầu tóc của nó trời. Thôi chồng lên, chồng lên, ngồi xuống mày chồng lên, chồng một nè, bỏ lên 2 3 4 5 6 7. Từ từ thôi. U da, đau tay mẹ. Nhìn nhìn đây đẹp không? Con nhìn con đẹp không? Rồi mày chồng lên rồi, chồng lên. 1 2 2 3 4
5. 5 đi còn con. Tiếp tục, tiếp tục. 6. Ừ, ngã rồi. Sao chay hả? Sao cái tướng con sao con tướng chay đổi nơi không có hợp hay sao cô chú ơi? Rồi, đàng hoàng nghe. Con nói mẹ. Sếp. Với con. Không có la nghe chưa? Đúng rồi. Không có la nha, la là mẹ không có thích đó. Rồi, vậy mẹ mới nói sao? 1 2 3 4 Thấy chưa? Kéo con nơi xích xích qua đây còn dễ thương không? Đầu tóc một cây, đầu tóc một cây là sao sao đâu á. Rồi, chuyển lên 1 2 3 4 Con đây, con đây. Một, hai. Đúng rồi, ba. Bốn. Thấy không? Dạy nó đọc, nó không tự đọc mà tự động là nó đọc, phải không? Cái con này nè, nó nghe mình nói hết đó, mà nó không chịu nói thôi. Tự ngã chứ mẹ có làm đâu, con làm vậy à? Ồ. Úps, úp, úps. Đeo vô. 1, 2, 3, 4. Nhìn nè. Ừ, 5. 5 đi, 5. Ủa, trời. Dữ chưa? Cô này cái này là hình như là của cô nào cho ta, cái cô ở Bến Lức phải không ta? Cái này là của cô ở Bến Lức cho con phải không? Dữ chưa? Con phải tập tính kiên nhẫn nghe chơi chay. 1 2 3 đi, tới con 3 đi. 3 đi, nói 3. Vỗ tay, giỏi quá. 1, 2. Đúng rồi. 3 đi, 3. 4. 5. Oops. Rồi, 1, 2, 3 đi. 3 1 2 3 4 5 đi. 5, nói 5. 5. Đợi con đó, con từ từ đi. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống mày làm, ngồi xuống mày làm. Con này. Rồi con làm đi. 1 2 Không. Con làm không được hả? Con làm không được, con tức hả? Rồi làm lại. 1 2 đi. 2 đúng rồi. 3 đi, 3 đi. 3 đi. 3. Rồi nè, xuống mặt rồi, bỏ lại nè. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Từ từ, thấy chưa? Con đừng có chồm. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, bỏ tiếp đi. Nè, bỏ tiếp đi. Rồi, tiếp tục đây, tiếp tục đây. Yeah. Yeah. Giỏi quá. Giờ làm gì? Giờ làm gì? Bỏ lại hả? Uh-huh.
hết bèo hoa rồi. Nó đang đâm chiều, nó xây nhà nên nó không có để ý. Ở đây đây, xưng lên, xây lên, xây lên, xây lên. Một, hai. Đó, nó đang xây nhà. Đây nè, con xây lên đây nè, xây lên đây nè. Một. Nó đang xây nhà nên nó không có để ý. Rồi, bằng tay, tay thương không? Đã à ta, này coi. Chơi, chơi nhìn cô chú nè chơi. Chơi, chơi nhìn cô chú nè chơi. Giỏi quá, vỗ tay. Vỗ tay đi con. Vỗ tay. Nè, chơi đeo, chơi cái mặt chơi đeo mấy cái bông bự bự này hợp nè. Bông nhỏ 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 không hợp. Biết sao? Chắc do cái trán cao quá nên đeo bông nhỏ không hợp cái gì. Thấy đeo mấy cái bông nhỏ nhỏ thấy cái nơ với là cái mặt của chị là nó lật lìa lật lội không có nào hợp với cái nào. Này chơi, chơi, nhìn đây nè. Bận lắm cô chú ơi, giờ nó quá bận rồi. Cái hôm nay tôi lượm toàn được cái bông nơ màu hồng không ta ơi. Giỏi quá. Yeah. Good job, JD. Rồi cho cô chú chơi không? Con có cho cô chú chơi không? Hử? Con cho cô chú chơi không? Good job. Thấy cái bông lên đầu nó rồi đó. Đẹp quá. Để im ra đây. Để Are you? Giỏi quá, vỗ tay. Trời ơi, nó bỏ vô được hết luôn cô chú ơi. Nó sắp vô được hết luôn nè. Nó sắp vô được hết luôn nè. Wow. Đây đây nè, con bỏ vô đi. Bỏ vô. Yeah. Wow. Dữ ta. Wow. Oops. Một. Hai. Ba. Thôi bây giờ bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú đi. Nãy giờ video em đi chơi rồi giờ sắp nhà sắp màu rồi tới chiều đợi ba về rồi chơi ba thôi chứ không có làm gì. Tuần này là mẹ chay đi làm thứ sáu với thứ bảy luôn nha cô chú, là không biết thứ sáu thứ bảy có video chú chay không á, tại vì tuần này là tuần ngày lễ của mẹ nên là sẽ rất là đông, với lại ba chay được nghỉ ngày thứ sáu nên là khi mà ba chay nghỉ thì mẹ chay sẽ đi làm. Nên là xin thông báo với cô chú là nay thứ tư, mai thứ năm, mùng mốt thứ sáu là mẹ đi làm đó. Là không biết có cái này là giờ là thiệt là không biết có video không á nha. Phải tranh thủ. Ngày lễ của mẹ bên này thường thường đi làm đông lắm. Lễ của mẹ người ta đi một lần, người ta không có đi người ít đi, người ta đi với mẹ người ta đâu vậy đó. Nên với lại tiệm bây giờ cũng đang thiếu thợ nên là không biết có ấy không. Thôi thì chào tạm biệt cô chú đây nha. Cô chú ông bà cho chay một cái like cho video của chay nha cô chú. Share giùm chay cái video clip này luôn để cho nhiều cô chú khác biết tới chay hơn nữa. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ.
và Chay sẽ gặp lại cô chú vào ngày mai. Nó ơi, dỗ chưa, dỗ chưa? Đó, để coi trên nó, coi nó hết cái này đi. Wow, wow, nhẹ nhàng thôi nha, từ từ thôi nha. Từ từ thôi nha. Đúng rồi, tiếp tục. Bây giờ Chay, Chay chào tạm biệt cô chú nè. Chào tạm biệt cô chú đi con. Chay. À, nó mê đâu, nói nó không nghe, không muốn gì. Chào tạm biệt cô chú đi. Thôi mệt quá. Rồi vậy ngồi đi, giờ ngồi đi chơi đi nha. Mày ra mày làm, mày ra mày làm clip nha. Có gì tụt xuống giường chạy ra kiếm mẹ nha.